Trận thứ nhất do đại diện bên Trung Phương Chí Hùng đấu với Sơn Bổng Hoành của bên Nhật. Bắt đầu. Bên ta chắc thắng, 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 bên ta chắc Bên ta chắc thắng. Rồi. Bên ta chắc thắng. Vậy là hiệp thứ nhất bên Trung thắng. Hay lắm, 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 hay lắm. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cha ơi, đưa con xác nhận cho. Thôi, thôi, thôi. Rồi, được rồi, ông coi. Trương Ti Sinh, mời bên này. Con hơi đi thầy nè. Tới hiệp thứ hai, do Phương Chí Huy của bên Trung đấu với Thiển Kiến Trạch của bên Nhật. Bắt đầu. Hey. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay, hay lắm con trai. Hiệp thứ hai, bên Nhật thắng. Trình Tri Ân chính là Trần Chân năm xưa phạm tội Thượng Hải à? Nhân chứng tôi đã dẫn tới đây, bây giờ có thể đi tới hiện trường chỉ điểm. Được, tôi lập tức dẫn người đi theo cô. Tới hiệp thứ ba do người bên Trung Trình Tri Ân đấu với bên Nhật Liễu Sinh Tĩnh Vân. Căng thẳng dữ à, không biết trận này ai thắng. Người nào cũng giỏi. Bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. Thank you.
nhìn cái gì nữa hả? Mau lên. Ông lên nhận đi. Chính là hắn. Ông còn đứng đó nữa. Mau đuổi theo cho tôi nhanh lên. Các người ra ngoài cản hắn lại. Không hiểu gì quá trời à. Xảy ra chuyện gì sao bỏ chạy rồi? Bây giờ tôi tuyên bố hai bên quề nhau. Khoan đã. Làm gì vậy? Định làm gì đấy? Làm sao? Làm gì vậy trời? Tôi kháng nghị. Hắn vô duyên vô cớ rời khỏi hiện trường tỉ võ. Hành vi của tiểu nhân như vậy đâu thể nào phán hòa nhau. Vậy phán thế nào đây? Chịu thua đi. Chúng ta không thể chịu thua. Không thể nhận thua. Chúng tôi cũng không biết anh ta vì lý do gì mà bỏ chạy, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận thua. Hả? Vậy là sao? Được. Tôi cho các người thêm một cơ hội. Bên thứ ba vẫn còn ở trên lôi đài đây. Các người còn ai dám lên đây khiêu chiến với Liễu Sinh Thịnh Nhân? Sao mà dám chứ? Không biết người dân của các người đông như vậy, không lẽ không ai dám can đảm đứng ra hay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Khiêu chiến luôn. Phải có người nào đó chứ. Các người ai dám khiêu chiến với cao thủ Liễu Sinh Thịnh Nhân của chúng tôi? Ai lên đi? Tôi lên. Cô anh Diễm Như, có người kìa. Ai dám khiêu chiến? Có chuyện gì vậy? Anh ta lãnh đạo lắm đó. Không, có không đó. Tỉnh dân, nếu như tỷ võ hôm nay vẫn phải tiếp tục nữa, vậy em đánh với anh. Cho dù em chết, em cũng tình nguyện chết trong tay của anh. Động thủ đi. Sato tiên sinh, con xin lỗi. Diễm Như, Diễm Như, trời ơi, cô làm cái gì vậy? Mau xuống đi. Cái con nhỏ này, con không cần mạng của con hay sao? Cả cha cũng không cần hay sao? Sato tiên sinh, ông muốn sao đây? Tỉnh dân không đánh nữa thì còn có Sato ta đây. Các người phái một cô gái theo qua lên đây còn mặt mũi hay không? Để tôi. Em thua rồi, không lên lôi đài nữa. Để anh. Anh hai. Anh hai, chân của anh không được. Nghe lời của anh đi. Hai, đánh đi. Đúng rồi. Đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, tiếp đây. Tiếp đi chứ. Đúng rồi, đánh đi. Cố lên, chúng ta không thể chịu thua. Cố lên. Đánh tiếp đi. Đánh đi, đánh đi. Chúng ta không
Lên đi, lên đi. Cũng chạy, cũng lên đánh đi. Chúng ta chắc thắng. Lên đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đã để thua rồi. Đánh khi nào chịu thua thì thôi. Cố lên. Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Ngừng tay. Đừng đánh nữa. Bây giờ tôi tuyên bố bên Nhật thắng. Chí Hùng, cô không sao chứ? Chí Hùng, Chí Hùng, cô không sao chứ? Chí Hùng, anh hai, anh hai, Chí Hùng, cô không sao chứ? Anh hai, anh hai, anh hai, Chí Hùng, anh hai, người hãy nhớ đem long đầu tới đạo trường học khẩu. Anh hai, Chí Hùng. Anh hai ơi. Hay, hay lắm. Hay rồi, hay lắm. Đại phu nói vết thương của Chí Hùng rất nghiêm trọng. Mẹ. Hả? Mọi người có thấy đồng giác đâu không? Không có, suốt ngày không thấy nó đâu hết. Vậy con ra ngoài tìm thử. Con tìm cái gì nữa chứ? Hả? Anh hai bị thương như vậy đây là bởi vì Tri Ân. Chị cũng đi tìm nó làm cái gì? Cứ để cho nó chết đi. Chị Huy, con nói nặng lời rồi đó. Tri Ân bỏ đi có liên quan gì tới đứa nhỏ chứ? Bây giờ hãy chăm sóc thật tốt cho Chí Hùng cái đã. À, ghé vô coi thử đi. Rau cải tươi xanh đây, vườn nhà tôi trồng đó. Ghé coi thử đi cô cậu ơi. Ông chủ, tôi lấy cân thịt nha. À, tiền đây. Bánh bao đây, bánh bao đây. Nè, đi ăn tô mì đi, đói bụng quá. Phương tiểu thư,
còn trở về làm gì? Thương tích của anh hai cô sao rồi? Tuy là vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng. Đồng giác đâu? Tôi cũng không biết. Tôi đã tìm khắp chợ nhưng mà vẫn không tìm được. Phương tiểu thư, chuyện xảy ra hôm nay tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Không cần nói nữa. Có lẽ thật sự anh có ẩn tình khó nói ra. Sẽ có một ngày tôi sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Việc của anh không liên quan tới tôi. Tôi thật quá thất vọng về anh. Anh có biết sau khi anh bỏ trốn, bọn người Đông Dương khoác lác lắm hay không? Bây giờ Phương gia ở trong kinh thành, vĩnh viễn không thể nào ngẩng đầu lên được. Trình Chi Ân, vị thiếu gia, đừng có gọi tôi là thiếu gia. Anh vẫn còn mặt mũi để chạy về Phương gia hả? Tôi có lỗi với Phương gia. Nếu như sau này có cơ hội, tôi sẽ đích thân tạ tội. Đừng có nói mấy lời đó. Anh đã bị người Đông Dương hù cho tái mặt. Anh đi chết đi. Chí Quy, hãy để anh ta đi. Anh đã nghe thấy chưa? Chỉ có tôi kêu anh đi đó. Phương tiểu thư, anh nghe thấy chưa? Chỉ có tôi kêu anh đi kìa. Chí Quy, đừng đánh anh ta. Hãy để anh ta đi. Cút. Làm phiền mọi người, nếu như đồng giá có gì đây, chăm sóc nó giúp tôi. Việc tỉ võ hai bên lần này chúng ta toàn thắng. Cạn ly. Tuy là tỉ võ lần này đã thắng, nhưng tôi đối với biểu hiện của tỉnh dân rất là bất mãn. Nếu như đã thắng rồi thì chuyện này đừng có truy cứu nữa. Huống hồ trong lúc đó đối phó với Trần Chân đã chiếm được thượng phong, Trần Chân lâm trận bỏ trốn, tỉnh dân đã thắng. Ngoài ra lần này toàn thắng không thể không nhắc tới công của Thiên Đại tiểu thư, đồng thời cũng vất vả cho Trương Hòa tiên sinh. Tôi ở Thượng Hải thừa nhận được sự quan tâm của Thạch Tinh Bang và Trung Thôn tướng quân, đó là việc tôi nên làm. Trần Chân ở Thượng Hải lai lịch thật sự thế nào vậy? Hắn là một trong số đồ đệ của Quách Nguyên Giáp, là tên võ công cao nhất. Quách gia kết mối thù rất nặng đối với chúng ta. Nếu như mà không phải truy nã, e rằng hắn đã xuất hiện công khai chống đối Sa Tô tiên sinh từ lâu rồi. Ngoài ra theo tin tức tình báo, sư đệ của Trần Chân Lộ Đại An lâu nay tiến hành hoạt động gián điệp để chống đối chúng ta. Hơn nữa lần trước Trung Thôn tướng quân phái người tới truy sát hắn cũng không được đắc thủ. Xem ra tên Trần Chân này cần phải cẩn thận đối phó rồi. Bây giờ cục trưởng đang toàn lực truy bắt hắn. Ta đối với Kim cục trưởng xưa nay chưa hề ôm ảo tưởng gì. Liễu sinh, nếu như sau này con còn gặp lại Trần Chân, ta hy vọng con sẽ không tha cho hắn. Con sẽ làm. Không bàn chuyện khác nữa, chúng ta hãy uống cho vui đi. Nè, Kim cục trưởng, Phương gia chúng tôi bị tới như vậy rồi, ông còn thừa cơ hãm hại sao? À, lão thái thái bà đừng hiểu lầm. Kim mổ tôi chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, không liên quan tới tỷ võ lần này. Tôi chỉ là tới lục soát kẻ bị truy nã mà thôi. Đây là lệnh truy nã, mời bà xem. Còn xem cái gì nữa, tùy ông thôi. Thích xét chỗ nào thì xét, dẫn họ đi đi. Mời bên này. À, Phương thái thái à, bà hãy yên tâm ngồi đợi ở đại sảnh đi, lát nữa xong ngay. À, Phương thái thái à, cho tôi hỏi Phương Chí Hùng như thế nào rồi hả? Nhờ phước của ông vẫn ổn. À, ha, vậy là tốt, vậy tốt rồi. Mẹ. Ừ? Có sao không mẹ? Họ nói tới đây lục soát kẻ truy nã, vậy mà tên họ Kim đó cũng nghĩ ra được, còn giả vờ quan tâm anh hai của con.
Mẹ đừng nói như vậy mà. Con thấy con người Kim cục trưởng rất chính nghĩa đó mẹ. Chính nghĩa cái gì chứ? Thời buổi này bọn chúng không cốt kết với người Đông Dương thì làm sao giữ nổi chức quyền? Mẹ thấy bọn chúng không phải người tốt. Đại thẩm Phương gia. Chà, Tôn đại nương, sao bà lại tới đây? Nè, mấy ngày trước không phải đã nói rõ hôm nay thiếu gia Hà gia tới gặp Chí Hân cô nương đó. Xin chào Phương cô nương. Mới vào cửa đã nghe mùi điểm tâm nồng nặc quá. Không thể nào, trước khi ra cửa tôi đã thay y phục rồi. Mẹ, xin lễ Hà gia đưa tới đâu rồi mẹ? Ở trong tủ đó. Chút nữa kêu chú Bỉnh đem ra đây, trả cho anh ta. Hả? Phương cô nương, cô nói vậy là có ý gì? Bà nói với hắn, thích cho ai thì cho, Phương gia tôi không cần. Nè. Ê, nè nè. Trời ơi, nói vậy là có ý gì đây? Nói chuyện dữ dằn như vậy, không thể nào nói bỏ qua là bỏ qua. Các người tới đây thật là không phải lúc rồi. Ê trời. Tôi thấy hôn sự này không bàn cũng được. Tánh tình của nó mọi người cũng nhìn thấy rồi. Nếu như cưới nó, Hà thiếu gia sẽ bị nó làm giảm thọ mà chết. Vậy chuyện này chuyện này. Bài vị sư phụ Quách Nguyên Giáp, bài vị sư phụ Trình Thiên Khiếu. Năm trước, tên Trần Chân bị truy nã ở Bắc Bình, cuối cùng cũng lộ diện. Tạm biệt thầy. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Tạm biệt các em. Tạm biệt. Tạm biệt thầy. Tạm biệt thầy. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt thầy. Nhanh lên, nhanh lên, chờ mình với. Nhanh lên. Về thôi, về thôi. Nhanh lên. Tạm biệt. Nhanh lên, nhanh lên. Tạm biệt thầy. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, đi. Con nhỏ, có chuyện gì vậy? Nhanh lên đi. Cô có nhìn thấy Đông Giác không? Chú muốn hỏi con rùa con đó hả? Còn mặt mũi tới học sao? Chú ấy tìm ai vậy? Chú ấy tìm con rùa quắt Đông Giác. Cô có nhìn thấy Đông Giác không? Nó hả? Bị chúng tôi đánh chạy ra bờ sông rồi. Mà chú tìm nó làm gì vậy? Không có gì, cảm ơn. Thì ra là chú của Đông Giác, đúng là con rùa lớn mà. Ồ, thì ra nó là con rùa lớn, gặp người Đông Dương thì bỏ chạy đó. Con rùa. Con ngồi đây làm gì? Chú đi đi, con không muốn gặp chú nữa. Bây giờ con đang trách chú sao? Bao nhiêu người đã chứng kiến chú thấy người Đông Dương liền bỏ chạy, Phương quán chủ thì bị thương. Mọi người đều nói con là rùa rút đầu. Không trách chú thì trách ai? Tại sao chú lại trái con như vậy? Không nói chuyện nữa, đi. Con mệt rồi, con không đi nổi. Đi không nổi cũng phải đi. Chúng ta vừa mới khởi hành không bao lâu, không lẽ con muốn để người ta bắt lại sao? Đi. Con không đi nữa.
Đứng lên. Đi. Sau đó không nói nữa. Kể tiếp đi. Không kể nữa. Mau đi đi. Làm sao kể tiếp ha. Đi về đi. Tri Ân, Đồng Giác, sao hai người tìm được chỗ của tôi hay vậy? Lúc trước ông có nói với tôi, vừa vào thôn đã nghe ông kể chuyện cổ tích rồi mà. Nhàn rỗi không có gì làm cho nên vụ con nít thôi. Đúng rồi. Chuyện lần trước cậu lên đánh lôi đài kết quả thế nào vậy? Từ từ tôi kể cho ông nghe sau. Nè, Nhất Mạch. Dạ. Con mau qua đây gặp chú Tri Ân và Đông Giác đi. Chào chú Tri Ân, chào Đông Giác. Chào. Đại Tẩu. Đây chính là Trình Tri Ân mà ngày nào tôi cũng nhắc tới đó. Xin chào. Xin chào. Xin chào Đại Nương. Ngoan lắm. Chú ba ơi. Hãy mau mời người ta vô nhà đi. Vào nhà nói chuyện đi. Đi. Mời. Đi. Ê, nè nè, để bên kia đi. Đi. Nào. Cúc. Nè. Phương gia võ quán lần này bị thiệt hại quá nặng rồi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy bất an. Cậu cũng không cần tự trách mình đâu. Kim cục trưởng dẫn người tới. Cậu cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Chuyện đáng tiếc nhất là không thể đánh một trận giùm cho Phương gia. Nè, Tri Ân à, cậu hãy thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã phạm tội tài trời gì vậy? Chú Hoàng Phủ á, thực sự tôi không dám giấu ông nữa. Tôi chính là Trần Chân bị tạm nã năm xưa ở Thượng Hải. Sư phụ của tôi là Quách Nguyên Giáp. Cậu là đồ đệ Trần Chân của sư phụ Quách Nguyên Giáp sao? Không sai. Hèn gì võ công còn giỏi như vậy. Như vậy Đông Giác nó họ Quắc. Họ Quắc hả? Vậy nó có phải là đứa con của sư phụ họ Quắc hay không? Vậy thì được rồi. Nè, tôi đưa cậu đi gặp một người nghe. Là gì? Là anh hai của tôi. Anh ấy và Quắc sư phụ là sinh tử chi giao, là võ trạng nguyên đã bị tráo đổi của thời Tiền Thanh, Hoàng Phủ Nhất Phiếu. Nè, mau vào đi. Ông già ơi, có người tới thăm nè. Anh hai, Trần Chân tới thăm anh nè. Anh hai à, con trai của Quách Nguyên Giáp là Quách Đồng Giác và đệ tử của ông ấy là Trần Chân tới thăm anh nè. Trần Chân, Quách Đông Giác, bái kiến tiền bối. Con chính là Đông Giác à? Gọi ông đi. Chào ông. Giỏi.
Đồng Giác ngoan. Trần Chân, Quốc gia có hai người sẽ có hy vọng rồi. Yên tâm đi. Sau khi nhà Thanh bị diệt vong, nhà hoàng phủ của bọn tôi cũng bị truy đuổi. Anh hai của tôi bị ép phải bỏ trốn. Lúc đó binh lính truy đuổi tới Thượng Hải đã bắt được anh hai tôi. Mai nhờ sư phụ Quách Nguyên Giáp, là sư phụ Quách Nguyên Giáp đã tốn tới 1.000 lượng bạc mới cứu được đại ca của tôi đó. Cho nên Quách gia là ân nhân của hoàng phủ gia chúng tôi đó. Đây, gà tới rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi. Có gà nè, mình ăn cơm đi. Ăn đi nha, ăn đi. Trần tiên sinh ăn đi. Khách sáo. Cứ ăn tự nhiên đi. Nè, thêm đồ ăn nha. Đây, ăn nhiều vô. Cảm ơn. Ăn đi. Ăn thịt đi. Trần Chân à, cậu cũng ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Ăn đi. Ăn nhiều vô cho mau lớn. Nè, Đồng Giác, ăn đi. Ngon lắm đó. Được. Cứ gấp thoải mái đi nghe. Nè, ăn đi. Ăn đi. Cứ tự nhiên, được cái sáu nghe. Ăn đi. Nè. Trần Chân, ăn đi mà. Để ngươi ngồi đi. Cái gì? Nè, ăn đi. Ăn đi. Nè, Đồng Giác. Nè, miếng này ngon nè. Đi, ăn thịt đi. Ăn đi. Anh còn mặt mũi để về Phương gia sao? Anh đã bị người Đông Dương hù cho hoảng sợ. Anh đi chết đi. Cút. Con không muốn gặp lại chú. Con muốn đi đâu? Chú không cần biết. Con không muốn nhận chú là chú. Suốt ngày cứ trốn vô trốn nhủ như vậy, nhìn người Đông Dương dương qua diễu võ, chú thấy sống như vậy có ý nghĩa sao?
Chú Hoàng Phủ. Chú Hoàng Phủ, Đông Giác xin vào lại cho ông. Làm phiền ông nói với nó, chú của nó không phải con ruột. Sau khi giải quyết xong chuyện, tôi sẽ quay về đón nó. Quỳ tạ Trần Chân. Giác Hoa, rau tươi đây, nghe mua rau đi cậu ơi, đông hộ rau tươi lắm, mới hái sáng nè. Các người làm gì vậy? Không đâu thể làm như vậy chứ. Chuyện gì vậy? Làm đổ đồ của người ta như vậy. Mày được rồi, đừng có chửi nữa. Tên Trần Chân đó thật khiến cho người dân của chúng ta mất mặt mà. Đừng để tôi nhìn thấy tên Trần Chân đó, nếu không tôi sẽ chửi cho một trận. Mình đâu dám. Có nói sao thì cũng thua rồi. Thế nơi đây rộng lớn vậy mà tới đời thứ ba không còn ai, thật là xấu hổ mà. Được rồi được rồi, mau lo thu dọn đi ha. Cứ chờ đó. Cảm ơn anh nha. Tôi sẽ dành lại sĩ diện cho người dân nơi này. Tôi đã nói với các cậu, không có chuyện gì thì đừng có làm phiền tôi. Còn vô đây làm gì? Là tôi đây, Hứa tiên sinh. Là cậu? Không phải cậu bỏ chạy rồi sao? Còn quay về làm gì? Lần này tôi quay về là muốn giải thích cho rõ ràng tại sao hôm đó tôi lại bỏ chạy. Chuyện của cậu Phương Gia đã nói với tôi 800 lần rồi, không cần cậu phải tới đây giải thích cho tôi nữa. Năm xưa Tinh Võ Hội, kẻ giết người Đông Dương là tôi. Tinh Võ Hội có quan hệ gì với cậu? Cậu còn giết người Đông Dương, nói bậy gì vậy hả? Sư phụ của tôi là Quách Nguyên Giáp. Sư phụ cậu là Quách Nguyên Giáp? Đúng vậy, tôi là Trần Chân. Trần Chân? Cậu là Trần Chân? Nguyên nhân hôm đó tôi bỏ chạy là vì đứa con trai của sư phụ tôi là Quách Đông Giác. Đông Giác là con trai của Quách Nguyên Giáp sao? Không sai. Vậy bây giờ nó đâu rồi? Bây giờ nó ở dưới quê, tạm ở nhà của chú Hoàng Phủ. Tốt, tốt, tốt. Thật là tốt. Trời ơi, sao cậu không chịu nói chuyện này sớm hơn? Phương gia lâu nay đều trách tội cậu. Tôi sợ liên lụy Phương gia. Bây giờ cậu trở về đây sẽ rất nguy hiểm đó. Tôi không sợ nguy hiểm. Lần này tôi quay về
chính là muốn đối phó với người Đông Dương. À, không 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 không, đừng có gấp. Đối phó với người Đông Dương phải có dũng có mưu, không thể làm bậy. Trần Chân à, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cậu phải tìm nơi nào đó lánh nạn trước. Cậu yên tâm, chuyện của cậu tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Sau này chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ừ, tôi cũng suy nghĩ như vậy. À, đúng đúng đúng. À, ở đây không an toàn. Để tôi giúp cậu nghĩ cách. Để tôi suy nghĩ một lát. Sư phụ, vất vả cho mọi người rồi. Kiểm hàng đi, coi có hư hay không. Không cần. Phương gia làm việc thật là có bản lĩnh lắm. Nếu không phải nể tình cách làm người năm xưa của Phương gia, cho bao nhiêu tiền cũng không làm cho các người đâu. Ê, được rồi, đi thôi. Chị Hân, bọn họ khiêng cái gì tới vậy? Long đầu. Mở ra coi thử. Cái lông đầu này làm thật là đẹp quá. Tài nghệ của những nghệ nhân này thật là tinh xảo. Lớn tới như vậy cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta lại đem tặng nó cho bọn họ. Em đã tìm liên tục nhiều nơi, đẩy tới đẩy luôn, nhưng không ai chịu làm. Phương gia chúng ta ngày thường đối với mọi người đâu có tệ. Những người này đã ăn gan hùm mật gấu sao? Khi mọi người nghe nói lông đầu sẽ đưa tới cho người bên kia, không phải năn nỉ tới khô nước miếng họ mới chấp nhận. Hàng xóm xung quanh đều nói Phương gia không có chí khí. Tặng lông đầu cho bọn họ, chuyện xấu hổ như vậy mà cũng chịu làm. Tránh né mới là không có chí khí. Làm người thì phải giữ chữ tín. Lông đầu nhất định phải đem đi. Theo em thấy lông đầu này không thể đem đi. Thà bị mang tiếng xấu nói mà không giữ lời còn hơn là làm chuyện mất mặt đây. Nè Chí Huy, Chí Huy. Nè Chí Huy, con muốn đi đâu? Mặc kệ con đi, con đi nghĩ cách. Con đạo trường Hồng Khẩu. Ai không? Cậu tìm ai? Tôi tìm Sato. Cậu tìm Sato có chuyện gì? Tôi không muốn nói chuyện với hạng nữ lưu. Vừa cắt cái bím chưa được mấy ngày, khẩu khí không nhỏ nha. Cậu là nhị thiếu gia của Phương gia. Hãy thu lại tự tôn đáng thương của cậu. Nói tôi biết, cậu tới đây làm gì? Không muốn phí thời gian với cô. Sato, ông mau ra đây. Đúng là loại người không có giáo dục, chỉ biết ở đây lớn tiếng. Cô, coi như nể mặt cậu còn là con nít, khuyên cậu một câu, mau về đi. Nếu tôi không về thì sao? Vậy thì phải coi cậu có thể bước qua xác của tôi trước hay không. Cô tôi biết cậu vì chuyện tặng lông đầu mà tới đây, có đúng không? Muốn hủy ước cậu bỏ lối suy nghĩ này đi. Nếu như cậu cảm thấy không cam tâm,
tôi có thể đưa ra một điều kiện. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ đi nói với Sato tiên sinh tha cho cậu lần này, tha cho Phương gia. Thế nào hả? Cô nói đi. Từ nay về sau, Phúc Quy võ quán phụ thuộc vào đạo trường Hồng Khẩu. Như vậy được không? Nhưng như vậy không công bằng. Công bằng? Ở trên đời này có chuyện công bằng hay sao? Nhìn dáng vẻ của cậu khiến cho người khác thật đau lòng. Vì khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, tôi cho cậu toại nguyện. Thưa cô Thiên Đại, đi thông báo với Sato tiên sinh, nói nhị thiếu gia của Phúc Quy võ quán cầu kiến, tới là để đàm phán. Dạ. Cô tên Thiên Đại? Hay lắm, đã khiến cậu nhớ được tên của tôi. Tôi tin rằng cuộc đời này của cậu sẽ bị người phụ nữ tên Thiên Đại này khắc vào trái tim của cậu. Mời. Sato tiên sinh. Có chuyện gì? Cô Thiên Đại kêu tôi chuyển lời tới ngài. Phương Chí Huy đang chờ ngài ở ngoài sảnh. Phương Chí Huy? Hắn tới đạo trường Hồng Khẩu ta để làm gì? Cô Thiên Đại nói hắn tới đây để đàm phán. Đàm phán hả? Sato tiên sinh, tôi đi coi thử nha. Theo như tôi thấy, lần này hắn tới chắc chắn là vì chuyện long đầu. Sato tiên sinh, nếu như có đại lễ như vậy đưa tới trước cửa của chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không lấy chứ? Cô Thiên Đại. Đừng lên tiếng. Nghe đi. Có tiếng sáo. Âm thanh ban đêm nghe được khiến cho người ta nổi điên. Cô Thiên Đại, Sato tiên sinh mời Phương thiếu gia tới phòng khách. Cô dẫn cậu ấy đi. Cảm ơn cô Thiên Đại. Phương thiếu gia, mời. Đẹp thiệt chứ. Đứng im. Chàng trai trẻ muốn hành thích ta, gan thật không nhỏ. Ông đừng có hiểu lầm, tôi tới đây để đàm phán với ông. Đàm phán hả? Đàm phán cần đem theo đao sao? Tôi chỉ tiện tay cầm lên xem thôi. Dẫn đi. Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Sato, ông muốn hãm hại tôi. Đi mau. Sato, tôi tới tìm ông để đàm phán. Sao lại hãm hại tôi chứ? Sato, ông hãm hại tôi. Buông ra.
Ê, trời ơi, Chí Hân, có tìm được không con? Dạ không. Trời ơi, nó bỏ đi đâu cả đêm tới giờ còn chưa về nhà nữa, thật là lo lắng quá đi. Mẹ, mẹ đừng gấp mà, lát nữa con tới đổ trường của chú qua coi thử, nó không chừng nó đang cờ bạc ở đó. Cái thằng này không giống anh hai của nó, từ nhỏ không lo sự nghiệp, võ công không giỏi. Nếu không đâu phiền tới mức để Phương gia do mình anh hai con gánh vác chứ. Không xong rồi, không xong rồi. Hay già, không xong rồi. Có chuyện gì mà lá lối lên vậy? Tối qua thiếu gia Chí Uy tới đạo trường Hồng Khẩu thích sát Sa Tô, bị người Đông Dương bắt rồi. Hả? Sao cậu biết được? Cục cảnh sát cho người tới báo tin đó. Mẹ, chúng ta mau đi tìm Kim cục trưởng để xin ông ấy cho ý kiến đi. Được, chúng ta mau đi thôi. Báo cáo. Vào đi. Chuyện Phương Chí Huy đó ra sao rồi? Họ vẫn không chịu giao người cho chúng ta. Đám người Đông Dương này cũng thật quá to kìa, lại dám tùy tiện bắt người trên địa bàn của ta. Cục trưởng à, Phương phu nhân và Phương tiểu thư tới rồi, họ muốn nhờ ngài ra mặt tới chỗ người Đông Dương để cứu người. Chuyện này cứ bàn với họ đi. Cục trưởng à, Phương phu nhân đó thực sự rất khó giải quyết, tôi lại không thể làm chủ chuyện gì. Ngài coi, một mình tôi không dám làm chủ chuyện này, hay là không dám hạ lệnh. Hay là ngài đích thân đi đi. Tôi nói phó quan như cậu, sao cậu không thể chia sẻ chút công chuyện với tôi được chứ? Cục trưởng à, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, liên quan tới mạng người đó. Hay là ngài đích thân đi xử lý đi. Người đâu? Tôi sắp xếp ở trong nhà khách rồi. Mau dẫn họ vào đây đi. Dạ. Mời. Hai vị, tất cả mọi việc tôi đều biết hết rồi. Mọi người tính làm sao đây? Đương nhiên là muốn nhờ cục trưởng tới chỗ người Đông Dương để cứu người. Khoan hãy nói tới chuyện cứu người, tôi muốn tìm hiểu trước một chút, cậu ta thật sự phạm tội gì? Chí Huy đứa con này, từ nhỏ ông đã nhìn nó trưởng thành, nếu nói nó đi hành thích người ta, ông có tin không? Trình Tri Ân rất thành thật và chất phác đúng không? Nhưng hắn chính là kẻ giết người năm xưa ở Thượng Hải, bà có tin không? Tôi nói cho ông biết, họ Kim kia, chức cục trưởng cảnh sát này của ông là để lo cho người dân ở đây. Bọn họ bắt dân của ta, chuyện này không phải thuộc ông quản lý sao? Nè. Mẹ, sao mới vừa nói chuyện mà đã nổi nóng rồi? Được, mẹ không nổi nóng. Kim cục trưởng, chuyện này ông có lo hay không? Đương nhiên là tôi lo rồi. Khi nào ông mới lo? Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Được rồi chứ? Được. Có câu nói này của ông, Chí Hân, chúng ta đi. Mẹ, đi thôi. Để mẹ coi thử đường đường cục trưởng cảnh sát này nói ra rồi có giữ lời hay không. Đi. Cảm ơn Kim cục trưởng. Được hay sao, được hay sao. Cảm ơn cái gì chứ, thấy người về rồi cảm ơn. Đi. Đi mau. Cần tôi mở còng tay giùm cậu hay không? Cảm ơn cô tiểu thư Thiên Đại. Còn nhớ tối hôm qua trước khi cậu gặp Sa To, tôi nói gì với cậu không? Trên thế gian này không có công bằng. Bây giờ tôi nói tiếp nửa câu sau, đó chính là: thực lực ai mạnh, công bằng thuộc về kẻ đó. Cô đã thông đồng với họ hãm hại tôi. Tôi đâu có hãm hại cậu. Cũng không phải tôi và Sato đã bàn bạc trước. Vì trong lúc người hầu lên lầu thông báo, tôi và cậu đang thưởng thức sáo. Không phải sao? Tôi kêu cậu đi,
cậu không đi. Xem ra cậu là một người không đụng đầu vào tường thì không quay đầu. Hả? Cô cái tát này là phần thưởng của bốn tiểu thư thưởng cho cậu, để cho cậu nhớ kỹ. Chỉ có nghe lời tôi thì cậu mới không thiệt thòi. Đã hiểu chưa? Long đầu của Phương gia đã làm xong chưa? Xem ra long đầu cũng phải đưa tới. Các người muốn sao đây? Chưa biết nữa, cần phải xem thành ý của cậu. Tôi hận nắm Đông Dương các người. Không chính xác, là hận đàn ông Đông Dương thôi. Cậu rất đẹp trai, có một luồng sáng khí trên người bọn tôi không hề có. Tôi rất thích. Cô nương ở chỗ của cậu không ai dám nói thẳng những lời này với cậu sao? Có một loại người dám nói là kỹ nữ trong Thanh Lâu. Bây giờ tôi mở cổng tay dùng cậu trước. Lát nữa tôi sai người đem đồ ăn tới cho cậu. Cô muốn làm gì vậy? Cậu có tin là tôi sẽ nổ súng không? Nếu cậu dám phản bội sự tin tưởng của tôi sẽ nổ súng thật đó. Kim cục trưởng, xin ngài cởi giày. Tôi là cục trưởng, phải giữ nguyên kỷ luật quân đội, không cởi đâu. Kim cục trưởng à, đây là thói quen của người Đông Dương bọn họ, hay là chúng ta nhập gia tùy tục đi? Ở Bắc Bình họ nhập vào quê hương của chúng ta thì phải theo tục của chúng ta. Dạ. Kim cục trưởng, nếu ông đã nói vậy thì không cần cởi nữa đâu. Mời vào trong ngồi đi. Mời ngồi. À, cảm ơn. Kim cục trưởng, các người tìm tôi có chuyện gì? À, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi Phương Chí Huy có phải đang bị bắt giữ trong đạo trường Hồng Khẩu không? Đúng vậy. Xin âm giao cậu ta cho tôi được không? Không được. Xin nhắc nhở ông nha, ở đây là nước của chúng tôi. Tôi là cảnh sát cục trưởng, có quyền dẫn người đi. Tôi cũng nhắc nhở ông, đạo trường Hồng Khẩu là tô giới của chúng tôi, không thuộc quyền của ông. Sato tiên sinh, nói câu này hơi lớn một chút rồi đó. Không lớn một chút nào. Không tin thì ông cứ miễn cưỡng dẫn người đi ra từ đạo trường Hồng Khẩu thử xem sao. Không tới 3 ngày, chức cục trưởng của ông sẽ có người khác thay thế cho ông đó. Ông uy hiếp tôi sao? Trách nhiệm của ông là phải bảo vệ người Đông Dương chúng tôi được an toàn tại nơi đây. Bây giờ có người công khai cầm dao thì thích sát tôi. Tôi chưa trách tội ông thất chức là nể mặt lắm rồi. Nếu đã nói như vậy thì không còn gì để nói nữa. Cáo từ đây. Kim cục trưởng, trà cũng đã pha xong rồi, uống một ly rồi hay đi. Không uống. Tránh cho ông kiện tôi bỏ độc trong trà. Hành thích ông. Phương lão phu nhân, không phải là tôi không lo chuyện của Chí Huy. Bây giờ ngay cả kim cục trưởng người ta còn không nể mặt, tôi thì có ích gì chứ? Có ích hay không, chỉ cần mở miệng coi như đã cố gắng. Sato hắn có ý gì tôi cũng không biết rõ. Từ sáng tới tối hắn cứ dòm ngó xưởng sợi của chúng tôi, cố gắng dùng mọi thủ đoạn muốn khống chế cổ phần xưởng sợi. Bây giờ tôi hai đầu đều khó xử,
Nếu như không cẩn thận, sững sờ sẽ biến thành của Sato. Tới lúc đó thì Phương gia càng khó xử hơn. Nhưng bây giờ liên quan tới mạng người đó, ông nhẫn tâm tới chết không cứu sao? Phương lão phu nhân, không thể nói như vậy được. Rõ ràng Sato hắn đang muốn kiếm chuyện mà. Hắn bắt Chí Huy nhốt là vì muốn cô con cá lớn phía sau. Hắn sẽ không làm hại Chí Huy đâu. Nhưng Chí Huy nó là con trai của tôi, dĩ nhiên ông không lo rồi. Nếu như Diễm Như nhà ông bị người ta bắt đi, ông còn có thể nói như vậy sao? Mẹ, Hứa tiên sinh đã lao tâm nhiều vì chuyện của Phương gia, mẹ còn nói như vậy, sao mẹ không phân biệt tốt xấu chứ? Hứa tiên sinh, ông đừng trách tôi quá nóng nảy. Mười mấy năm nay Phương gia và Hứa gia là một nhà. Chuyện của Hứa gia nhà ông, Phương gia chúng tôi đều liều mạng để đi làm, xưa nay chưa hề oán than. Nhưng mà bây giờ Phương gia có nạn như vậy. Được rồi, được rồi. Nếu còn tiếp tục nói nữa sẽ tổn thương hòa khí của hai nhà chúng ta. Phương lão phu nhân, tôi hứa với bà sẽ đi tìm Sato một lần nữa. Nhưng tôi có một giới hạn. Nếu như ông ta vẫn lấy sưởng sợi ra làm điều kiện, tôi vẫn như cũ sẽ không đồng ý. Tổ tiên Phương gia chúng tôi không tích đức mà, lòng tốt không được báo đáp. Hứa tiên sinh, tôi không có trách ông. Trách là trách cái tên Trình Tri Ân lên núi đao xuống biển lửa kia. Trong cuộc thi đấu với người Đông Dương, nếu cậu ta không bỏ chạy, đâu có nhiều chuyện phiền lòng như hôm nay. Cậu ta sẽ không được chết tốt. Đủ rồi Phương phu nhân, bà đừng có nói nữa. Bà tưởng là Tri Ân sợ người Đông Dương hay sao? 10 năm trước cậu ấy ở Thượng Hải đã bị phạt án tử hình. Cậu ấy là đồ đệ của Trần Chân Quách Nguyên Giáp. Đông Giác là con trai duy nhất của Quách Nguyên Giáp. Hôm đó cậu ấy bỏ chạy là vì cảnh sát tới hiện trường để bắt cậu ấy, vì muốn tiếp tục nuôi dưỡng Đông Giác, cho nên buộc cậu ấy phải bỏ chạy. Trần Chân? Đúng vậy. Mẹ, chúng ta trách làm anh ấy rồi. Không phải, chính là cái tên đi theo Quách Nguyên Giáp đi đánh đám người Đông Dương ngày đó, đại anh hùng Trần Chân sao? Lẽ ra tôi hứa giữ bí mật giùm cậu ấy, nhưng mà những lời nói khi nãy của bà thật khó nghe quá đi, cho nên tôi á. Mẹ, coi như tôi chưa hề nói. Chưa nói được chưa? Mẹ không có nói hả? À, được được, được rồi, được rồi. Võ quán Phúc Quy, Phương. Phương tiểu thư, tôi đã đưa Đông Giác giao cho chú Hoàng Phủ chăm sóc rồi. Bây giờ bên ngoài đang tầm nã tôi, tôi chỉ có thể lén trở về xem thử Phương gia có chuyện gì cần giúp không. Anh đã cố gắng hết sức vì Phương gia. Trước đây do tôi không biết thân phận của anh nên đã trách nhầm anh. Không sao đâu. Mấy năm nay nếu như không nhờ Phương gia chăm sóc chúng tôi và Đông Giác không biết sẽ trở nên ra sao. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đi. Trần Chân, anh một mình ở bên ngoài, nhớ cẩn thận. Hứa tiên sinh đợi lâu lắm rồi, phải không? Sao tôi tiên sinh? Mới đi tắm suối nước nóng về, khiến ông đợi lâu rồi. Chí Huy... Không cần nói, tôi đã biết rồi. Ông vì Phương Chí Huy mà tới đây.
Hứa tiên sinh, người của Phương gia sao lại giả mang như vậy? Sao lại sai người tới hành thích tôi? Xém chút nữa là tôi không gặp lại ông rồi. Tôi ông nói sao cũng được hết. Dù sao lần này tôi tới là xin ông hãy nể mặt của tôi, đừng làm khó Phương chỉ huy nữa. Hôm trước ông kêu tôi hủy bỏ việc bắt họ tặng long đầu, hôm nay lại tới kêu tôi đừng làm khó Phương chỉ huy. Rốt cuộc ông muốn tôi làm chuyện nào đây? Lần này tôi tới là vì chuyện của Phương chỉ huy. Ông muốn tôi làm sao? Thả hắn ra. Sao tôi thì xin, nhưng mà tôi phải nói trước nha, lần này tôi tới xin ông không bàn điều kiện. Nếu như ông đưa ra điều kiện giống như lần trước, tôi sẽ lập tức đi ngay. Thật là thú vị mà. Đi năn nỉ người ta mà nói hùng hồn thế vậy. Sao tôi thì xin, bây giờ người dân của ông và nhân dân chúng tôi hai bên hiểu lầm nhau quá nhiều. Tôi nghĩ ông hãy nhân cơ hội này mà giảm hiểu lầm của đôi bên đi. Thật ra chúng tôi tới đây không gì ngoài muốn làm ăn với các người, cùng nhau sinh tồn, chứ không phải tới đây để mà gây sự. Nếu như Sato tiên sinh thật sự nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Vậy Phương Chí Huy giải quyết sao đây? Đây cũng là lần đầu tiên tôi bàn chuyện làm ăn không điều kiện với người khác. Để bày tỏ thành ý của tôi hứa với ông thả Phương Chí Huy ra. Được, vậy cảm ơn ông trước. Nhưng mà ông hãy nhớ cho kỹ, Hướng Nhiễm Nùng ông đã mang ơn của Sato tôi một lần rồi đó. Được, nhất định. Sau này nếu như có chuyện gì sẽ dễ bàn. Được, vậy thì cứ theo ý của Hứa tiên sinh mà làm đi. Vậy khi nào thả người vậy? Đồng ý chuyện thứ nhất thì không thể đồng ý chuyện thứ hai. Tới lúc nhận được long đầu thì tôi đảm bảo thả người tại chỗ. Tôi sẽ mời Kim Cục trưởng tới hiện trường làm chứng. Được. Lão hồ ly Sato này tôi cũng đã hết cách. Nhưng mà nói cho cùng thì tới lúc nhận long đầu thả người tại chỗ, Kim Cục trưởng sẽ tới đó làm chứng. Long đầu dù thế nào cũng phải đưa đi. Nếu như bọn họ đồng ý thả Phương Chí Huy ra, chúng ta cũng không có yêu cầu gì khác. Cảm ơn bác Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, ngày mai lúc mình đưa long đầu tới đó, Trần Chân có tới không? Làm sao được chứ, bây giờ cảnh sát khắp nơi đều truy nã cậu ta. Mọi người nghe đây, nếu như có ai gặp được Trần Chân, nói với tôi một tiếng, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Dạ quán chủ. Chí Hùng, ngày mai đưa long đầu để mẹ đi cho. Con là quán chủ của Phương gia Võ Quán, làm sao để mẹ đi được chứ? Trời ơi, chuyện này không thể trách ai hết đó, đều do đám người Đông Dương đó, không phải loại tốt đẹp gì mà. Phương gia Hứa gia là người một nhà, người một nhà thì không nói hai lời. Ngày mai lúc đưa long đầu đi, tôi sẽ đưa Diễm Như đi cùng. Lúc này có khổ sẽ cùng nhau gánh. Hứa tiên sinh, đừng có khuyên bác nữa, chuyện này bác đã quyết rồi. Vì chuyện này bác cũng có trách nhiệm, bác và Diễm Như nhất định sẽ đi. Tinh dò báo quốc.
Phương gia làm mất mặt nhân dân chúng ta, theo lý nên đền tội. Lúc đưa Long Đầu ra ngoài cũng chính là ngày đóng võ quán. Gỡ chiêu bài võ quán. Đồ ngốc, lần này chúng ta đang giành oai phong cho dân của mình. Sa-tô tiên sinh, ai có thể cho tôi biết đoàn đưa Long Đầu đã đi được tới chỗ nào rồi? Dạ, Sa-tô tiên sinh, bọn họ đã đi hơn nửa thành Bắc Bình, đang tới Chánh Dương Môn, sắp sửa tới đảo Đường Hồng Khẩu. Tôi thật khâm phục người của Phương gia, bị sỉ nhục lớn như vậy phải cần có dũng khí rất lớn. Tôi tới nói cho cậu biết, lát nữa Phương gia đưa Long Đầu tới đây thì cậu có thể đi. Phương gia sẽ không đưa Long Đầu tới đâu. Có, tôi nhận được tin tức nhóm người đã đi qua Chánh Dương Môn. Cô tới là vì muốn cho tôi biết chuyện này à? Không phải. Vì lát nữa cậu sẽ rời khỏi đây, tôi muốn ở gần cậu thêm một chút. Tôi không tin. Ngay cả tôi cũng không tin kìa. Con kiếp, vô sĩ, cô dám đùa giỡn tôi. Cứ chửi đi,
Người nào dám chửi tôi còn coi trọng hắn thêm một bậc. Trong mắt người Đông Dương các người, rõ ràng là coi thường dân chúng tôi mà. Đúng rồi đó, đám người các cậu chính là một đám quỷ, một đám cỏ rác, là đám mà ngay cả chó heo còn không bằng. Cũng muốn chết. Không phải đã luyện qua võ công sao? Thử cướp súng của tôi đi. Ngồi xuống. Vẫn chưa đổ mồ hôi. Không tệ. Lát nữa lông đầu của Phương gia sẽ đưa tới. Thiếu đi cậu, tôi đúng là thiếu đi chút niềm vui. Sato tiên sinh, theo yêu cầu của ông, long đầu đã tới, hãy nhận đi. Sơn Bổn Hoành, Hiển Kiến Trạch, nhận long đầu. Dạ. Đợi đã. Trước khi nhận long đầu, thả người trước đã. Thả Phương Chí Huy. Dạ. Thả Phương Chí Huy. Đi. Anh hai, sao anh phải đưa long đầu chứ? Chuyện tới nước này đừng có hỏi nữa. Muốn chết thì chỉ có mình em chết. Ai kêu mọi người đưa long đầu tới? Chí Huy, đừng nóng nảy. Có gì về nhà rồi nói. Em không muốn nghe. Phương gia đưa long đầu tới đây. Sau này em sẽ không bước vào cửa của Phương gia nữa. Chí Huy. Chí Huy. Chí Huy. Chí Huy. Để cho nó đi đi. Phương quản chủ hãy mau giao hàng. Trước khi giao cho ông, tôi có một thỉnh cầu này với Sato tiên sinh. Hôm nay là ngày tôi thấy vui nhất. Các người có thỉnh cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý hết. Trước khi đưa long đầu đi, tôi muốn mở mang tầm mắt với đệ nhất cao thủ đạo trường Hồng Khẩu, phong thái của Liễu Sinh Tỉnh Dân. Được. Tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò của cậu. Tỉnh Dân. Dạ thưa tiên sinh. Cậu hãy đáp ứng yêu cầu của Phương quán chủ đi. Mọi người hãy lùi xuống. Lùi xuống.
tỷ võ kết thúc. Phương quán chủ, anh thắng rồi. Là sao? Phương quán chủ, sao vậy? Anh muốn sỉ nhục tôi à? Phương quán chủ, thật không, sức khỏe anh không tốt, không thể đánh tiếp. Là bản thân tôi muốn nhận thua trước. Không biết có nhường hay không. Liễu Sinh tỉnh dân, Liễu Sinh tỉnh dân, Liễu Sinh tỉnh dân. Nếu như anh còn là một võ sĩ thì hãy dùng kiếm giết chết tôi đi. Phương quán chủ, cậu muốn được so tài thì cũng đã so tài xong rồi. Giao Long Đầu đi. Kính thưa liệt tổ liệt tông của Phương gia, con cháu bất hiếu Phương Chí Hùng tạ tội tại đây. Vì con bất tài khiến võ quán Phúc Quy và người công nước phải chịu sự sỉ nhục lớn của người nước ngoài. Thẹn với tổ tiên. Nếu như ông trời có mắt thì hãy khiến cho những người ngoại quốc đang hoành hành trên đất nước của chúng tôi chết không chỗ dung thân. Mẹ muốn làm gì? Không được manh động. Trần Chân, anh nghe rõ cho tôi. Tôi biết là anh đang nhìn vào tôi. Thể diện của người nước ta đã bị tôi làm mất hết rồi. Nếu như anh còn là một con dân nước nhà thì anh hãy giành lại thể diện cho tôi đi. Chị Hân, mọi người đừng có đau buồn. Anh hy vọng cái chết của anh có thể thức tỉnh Trần Chân, thức tỉnh người trong nước. Hay chỉ mới bắt đầu, sau này sẽ còn coi tiếp. Chân, anh nghe rõ cho tôi. Tôi biết là anh đang nhìn vào tôi. Thể diện của người nước ta đã bị tôi làm mất rồi. Nếu như anh còn là một con dân nước nhà thì hãy mau giành lại thể diện cho tôi đi. Tôi chưa có sai à, chưa anh có sai rồi à, tôi muốn anh uống tiếp. Ổn rồi mà à, à, muốn uống tiếp hả? Nè hả? Nè, mau tránh ra đi. Tên dân đen nhà ngươi dám cản đường hả? Mau tránh ra. Cút đi. Tránh ra à, ngươi nói cái gì hả? Ta cho các ngươi biết, từ nay về sau ta quyết không nhường bọn ngoại quốc các ngươi. Ah!
cho các người biết Trần Chân không dễ bắt nạt đâu.